Thầy chào các em. Tiết học ngày hôm nay thầy sẽ tóm tắt một số nội dung kiến thức của chương 1, chương 2 nhằm chuẩn bị cho cái bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới. Trong cái phần ôn tập này, thầy sẽ ôn hai nội dung. Nội dung thứ nhất là một số công thức của chương 1 và nội dung thứ hai là nội dung kiến thức về chương điểm tự học. Thì ở công thức của chương 1 thì gồm có hai phần. Một phần là các kiến thức, công thức về định luật ôm, các cách mắc. Phần thứ hai là các công thức của công suất điện năng và công thức của định luật Joule. Điện trở dây dẫn gồm hai công thức, đó là R bằng U trên I và công thức tính điện trở R bằng Rho L trên S. Công thức định luật ôm I bằng U chia R và định luật ôm được áp dụng cho hai đoạn mạch nối tiếp cường độ dòng điện có giá trị như nhau, I bằng I1 bằng I2. Hiệu điện thế thì bằng tổng điện thế của mỗi điện trở U bằng U1 cộng U2. Điện trở tương đương R tương đương bằng R1 cộng R2. Đoạn thức mạch song song I bằng I1 cộng I2, I đây là cường độ dòng điện qua mặt chính, U bằng U1 bằng U2 và 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Công thức suy ra từ công thức này là R tương đương bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Các công thức của công suất, các công thức về điện năng, công của dòng điện và các công thức áp dụng định luật Joule. Trên đây là một số công thức các em đã học. Và trong cái tài liệu ôn tập kiểm tra học kỳ 1, mỗi em thầy đều có in sẵn cái nội dung công thức này và các em đọc kỹ và sử dụng cái công thức này trong cái bài tập luyện tập. Phần nội dung thứ hai là nội dung về kiến thức điện từ. Thì phần này gồm những nội dung: nam châm, từ trường, đường sức từ và sự nhiễm từ của sắt thép. Bây giờ thầy sẽ đi vào từng nội dung cụ thể. Đối với nam châm thì các em phải nhớ các tính chất từ của nam châm. Mỗi nam châm có hai từ cực, gọi là cực bắc và cực nam, ký hiệu NS. Khi để kim nam châm tự do, kim nam châm luôn chỉ theo hướng bắc nam. Điều này, tại sao kim nam châm luôn chỉ hướng bắc nam? Thì ở cái phần từ trường thầy sẽ giải thích rõ hơn. Ngoài sắt thép, nam châm còn hút được những kim loại thuộc nhóm vật liệu từ. Thì các em đã biết sắt thép là hai vật liệu mà khi ta dùng nam châm thì chúng sẽ hút lẫn nhau. Nhưng ngoài sắt thép ra thì những kim loại này như là coban, nickel, gadolini cũng đều bị nam châm hút hoặc chúng hút nam châm. Đối với tương tác thì ta phân biệt tương tác giữa nam châm và sắt luôn luôn là lực hút. Còn giữa nam châm với nam châm, khi để hai nam châm gần nhau thì chúng tương tác với nhau. Các cực cùng tên thì để nhau, các cực khác tên thì hút nhau. Thì đây là một số nội dung kiến thức căn bản em cần nhớ khi ta nói về nam châm. Nó có những tính chất từ. Một cái điều lưu ý thêm, thầy nói thêm, đối với nam châm, hai cực từ của nam châm có khả năng hút sắt thép rất mạnh,
Nhưng đặc biệt ở phần giữa của nam châm hầu như không có khả năng đó. Tức là phần giữa nam châm không có tự tin. Ta sang nội dung thứ hai. Từ trường. Tác dụng từ của dùng điện. Và từ tác dụng từ của dùng điện, người ta sẽ đưa ra khái niệm của từ trường. Dòng điện khi chạy qua một dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kỳ đều gây ra tác dụng lực, ta gọi là lực từ, lên kim nam châm đặt gần nó. Vậy dòng điện có tác dụng từ. Và nhiều thí nghiệm, em xem sách giáo khoa, một thí nghiệm nổi tiếng là thí nghiệm Bostick. Người ta đã chứng minh được dòng điện có tác dụng từ. Và trong lớp, thầy cô cũng đã cho em làm thí nghiệm này. Khi đưa một dây dẫn có dòng điện chạy qua đến gần một kim nam châm, thì kim nam châm lệch khỏi hướng mặt nam. Điều đó chứng tỏ dòng điện đã tác dụng lực lên kim nam châm. Lực này người ta gọi là lực từ. Chính vì thế người ta nói dòng điện có tác dụng từ. Từ trường. Và nhiều thí nghiệm thấy rằng ở xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện và thậm chí xung quanh trái đất có khả năng lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt trong nó. Ta nói trong không gian đó có từ trường. Thầy nói thêm về cái từ trường của trái đất. Hiện nay các cực từ của trái đất nằm gần các cực địa lý. Người ta xem trái đất như là một nam châm khổng lồ, cho nên trái đất cũng có hai cực từ. Hiện nay cực từ nam của trái đất nằm gần cực bắc địa lý, cực từ bắc của trái đất nằm gần cực nam địa lý. Thì khi một kim nam châm nằm cân bằng, cực từ bắc của kim nam châm sẽ bị cực từ nam trái đất hút, mà cực từ nam của trái đất lại nằm gần với cực bắc địa lý. Vì thế giải thích được vì sao một kim nam châm khi cân bằng, cực bắc của kim nam châm luôn quay về hướng bắc, tức là chỉ về cực bắc địa lý. Từ trường ta không nhìn thấy được, người ta không nhận biết được bằng giác quan, nhưng ta có thể nhận biết được từ trường. Thì cách nhận biết từ trường, thứ nhất là ta phải có một kim nam châm. Và ta đặt kim nam châm tại nơi ta cần xét. Nếu tại nơi đó có lực từ tác dụng lên kim nam châm, thì nơi đó có từ trường. Thì ta nhớ, một cái tính chất cơ bản của từ trường, đó là gì? Đó là lực, nó luôn tác dụng lực từ lên một kim nam châm. Và căn cứ vào tính chất này để ta nhận biết từ trường. Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường. Ta sang nội dung thứ ba, đường sức từ. Thì ta xét hai trường hợp, đường sức từ của nam châm thẳng và đường sức từ của ống dây có dòng điện. Thì như trong cái phần vừa rồi thầy đã nói, từ trường là khoảng không gian xung quanh nam châm hoặc xung quanh dòng điện. Từ trường ta không nhận biết được bằng giác quan. Vì vậy, để nghiên cứu từ trường, người ta phải xây dựng một cái hình ảnh cụ thể về từ trường. Ở đây thì ta xét hai trường hợp, từ trường của nam châm thẳng và từ trường của ống dây với dòng điện. Từ trường của nam châm và ống dây có giống nhau hay không? Như vậy ta phải có một cái hình ảnh trực quan về từ trường của nam châm cũng như là từ trường của ống dây. Thì để có hình ảnh này, thì trong bài học em đã biết là người ta phải tạo ra cái từ phổ. Từ cái từ phổ, từ cái hình ảnh sắp xếp của các mặt sắt,
người ta mới biểu diễn được các đường sức tử. Rồi sau khi biểu diễn được đường sức tử, người ta mới đặt các kim nam châm dọc trên một đường sức tử, và khi cân bằng các kim nam châm nối đuôi nhau. Và do có cái đặc điểm này cho nên người ta mới chọn một đường chiều của đường sức tử theo chữ, đó là chiều từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc kim nam châm khi được đặt cân bằng trên đường sức. Và đối với bên ngoài nam châm thẳng, các đường sức tử có chiều đi ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam. Phần nam châm mà ta tô đậm là cực bắc, phần để trống là cực nam. Và khi các em biểu diễn đường sức tử thì các em lưu ý các đường sức tử không khác nhau. Như vậy tại hai cực tử của nam châm, em không được vẽ các đường sức tử nó cắt nhau tại một điểm. Như vậy sau khi xây dựng được hình ảnh này, đường sức tử của nam châm thẳng nó có dạng như thế này, thì ta đã hình dung được một cái hình ảnh trực quan về từ trường của nam châm. Đối với ống dây có dòng điện, bằng cách làm tương tự thì ta cũng biểu diễn được chiều của đường sức tử. Thì trước hết thì ta phải hiểu được chiều đường sức tử của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào đâu. Phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các phòng dây. Tức là nếu ta đổi chiều dòng điện chạy qua ống dây thì kim nam châm khi nằm cân bằng trên đường sức tử nó sẽ quay ngược lại 180 độ. Có nghĩa là đường sức tử đã đổi chiều. Và để xác định chiều đường sức tử, người ta đã đưa ra một cái quy tắc đơn giản, đó là quy tắc nắm tay phải. Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các phòng dây, thì ngón tay cái chỏi ra chỉ chiều đường sức tử trong lòng ống dây. Đây là một cái ống dây. Thì khi biểu diễn cái ống dây có dòng điện thì ta nhớ phần ống dây ta nhìn thấy thì em biểu diễn nét liền, phần không nhìn thấy là ta biểu diễn nét đứt. Và căn cứ vào chiều dòng điện ở bên ngoài thì em lần theo vòng dây để em biểu diễn chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. À, các đường sức tử của ống dây có dòng điện bên trong ống dây, đường sức tử gần như là những đường thẳng song song và cắt đều nhau. Ở bên ngoài ống dây, đường sức tử là đường cong. Vận dụng quy tắc nắm tay phải thì khi em đặt nắm tay phải, em sẽ xác định được chiều đường sức tử sẽ đi từ phải sang trái. Quy tắc này dùng để xác định chiều đường sức tử trong lòng ống dây là cái đường ở giữa. Khi em vẽ được chiều thì những đường sức tử còn lại em cũng biểu diễn theo cái chiều đó. Và em thấy ở hai đầu ống dây có dòng điện chạy qua, các đường sức tử đi vào một đầu và đi ra ở đầu kia của ống dây. Như vậy tại hai đầu của ống dây được xem như là hai cực tử giống như nam châm. Đầu ống dây nào đường sức tử đi vào, đầu đó là cực tử nam, và đường sức tử đi ra ở đầu kia, đầu kia gọi là cực tử bắc. Như vậy có hai cái hình ảnh này thì em thử so sánh ở bên ngoài ống dây và ở bên ngoài nam châm thẳng. Các đường sức tử gần như là những đường cong giống nhau. Chỉ có khác nhau là đường sức tử bên trong dây là những đường thẳng. Còn đường sức tử của nam châm thẳng thì ta không biểu diễn. Thì qua nội dung kế tiếp, sự nhiễm từ của sắt và thép và ứng dụng của
500 điểm. Sự nhiễm từ là gì? Nhiễm từ đó là có từ tính. Như vậy sắt và thép, khi nào nó được nhiễm từ, khi nào nó được có từ tính. Và sự nhiễm từ của sắt và thép giống nhau và khác nhau ở chỗ nào? Thì trong bài học, qua các thí nghiệm thì các em đã rút ra được kết luận về sự giống nhau là cả sắt và thép, hoặc là những vật liệu thuộc nhóm kim loại từ, vật liệu từ như là nickel, cobalt cũng đều bị nhiễm từ khi được đặt trong từ trường. Khi đặt sắt và thép vào trong từ trường thì cả sắt và thép đều bị nhiễm từ. Sự khác nhau. Sau khi đã bị nhiễm từ, thép vẫn giữ từ tính lâu. Đây là một cái tính chất đặc biệt của thép. Người ta sử dụng nó để chế tạo ra những nam châm vĩnh cửu dùng trong phòng thực hành. Ngược lại, sau khi đã bị nhiễm từ thì sắt sẽ mất từ tính nhanh. Nam châm điện gồm một ống dây dẫn, bên trong là lõi sắt non. Và hoạt động của nam châm điện dựa vào sự nhiễm từ của sắt. Nam châm điện là nam châm hoạt động nhờ dòng điện, mà dòng điện ta có thể đổi chiều cũng như làm tăng được cái cường độ dòng điện. Như vậy để làm tăng được từ của nam châm điện thì người ta có hai cách. Cách thứ nhất là tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây và tăng số vòng của ống dây. Thì qua đây em thấy được, người ta dựa vào sự nhiễm từ của thép để chế tạo ra nam châm vĩnh cửu, và dựa vào sự nhiễm từ của sắt để chế tạo ra nam châm điện. Hai loại nam châm người ta thường sử dụng trong thực tế. Nam châm vĩnh cửu thì thường sử dụng trong phòng thực hành hoặc là trong những thiết bị có công suất nhỏ, ví dụ như là loa điện. Còn nam châm điện được sử dụng rộng rãi hơn, người ta dùng nó làm cần cầu điện trong chuông điện. Như vậy ta có thể tìm hiểu và so sánh nam châm điện có những ưu điểm nào so với nam châm vĩnh cửu. Cái ưu điểm thứ nhất đó là người ta có thể làm tăng lực từ của nam châm điện. Ở nam châm vĩnh cửu thì từ tính của nam châm không thay đổi. Ở nam châm điện, người ta có thể đổi tên cực từ bằng cách ta đổi chiều dòng điện. Nam châm vĩnh cửu thì ta không đổi tên được cực từ. Và đặc biệt ở nam châm điện, người ta muốn làm mất từ tính thì cách đơn giản là người ta ngắt dòng điện. Nam châm vĩnh cửu thì không làm mất từ tính được. Thì vừa rồi là thầy đã nhắc lại cho chúng ta một số kiến thức về điện từ. Sau khi kiểm tra học kỳ 1 xong, em sẽ tiếp tục học về cái nội dung này. Đây là một số bài tập áp dụng. Thì bài tập áp dụng thì gồm có bài tập của chương 1 và bài tập về vận dụng vẽ chiều đường sức từ, vận dụng quy tắc nắm tay phải. Thì ở đây thầy chỉ hướng dẫn em ôn lại hai bài tập của chương 1. Còn bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải hoặc là bài tập vẽ hình thì trong lớp thầy cô thông qua nội dung ôn tập đã phát, thầy cô sẽ ôn tập cho em. Bài thứ nhất, dưới hai điểm MN của mạch điện có hiệu định thế không đổi bằng 6V, có hai điện trở mắc song song. Cường độ dòng điện mạch chính đo được 0.75A. Câu A, tính công suất của dòng điện trong mạch. Câu B, tính điện trở R1, R2. Biết rằng nếu thay R2 bằng bóng đèn 6V 3W thì công suất
trong mạch vẫn như cũ. Thì khi em đọc qua cái bài này, ta thấy ở câu A thì rất là cơ bản, thì ta đã có U, có Y, tính được B. Vấn đề đây là ở câu B, đề bài người ta không cho biết R1, R2, nhưng người ta cho điều kiện nếu thay R2 bằng đèn thì công suất trong mạch vẫn như cũ. Thầy gợi ý về cách giải cái bài này. Ở câu B thì đầu tiên em nhận xét bóng đèn thì điện thế là 6V được mắc song song với R1 vào nguồn điện hiệu điện thế 6V. Như vậy hiệu điện thế của đèn bằng hiệu điện thế đoạn mạch và bằng hiệu điện thế định mức, vì thế đèn sáng bình thường. Và em tính được dễ dàng cường độ dòng điện qua đèn. Thì thứ hai, công suất trong mạch không đổi, P không đổi, U không đổi. Như vậy, trước khi thay và sau khi thay đèn thì P và U vẫn giữ nguyên. Mà nếu P và U không đổi thì Y cũng không đổi. Như vậy, cường độ dòng điện qua đầu mạch lúc sau khi ta thay đèn bằng Y lúc đầu bằng 0,75A. Từ đây em sẽ tính được cường độ dòng điện của R1 bằng cách sử dụng Y mặt chính trừ cho Y mặt rẽ. Y1 bằng Y phẩy trừ Y đèn. Ta tính được Y1 và em tính được R1. Khi mà tính được R1 thì em quay lại cái sơ đồ lúc đầu. Điện trở tương đương của đầu mạch em lúc đầu ta tính được bằng cách sử dụng R tương đương bằng U chia Y. Và có R tương đương lúc đầu, có R1 thì ta sẽ tính được R2. Như vậy bài này cũng cơ bản. Theo qua bài số 2, cho mặt tiện như hình 1, trong đó R1, R2 mắc nối tiếp. Giữa hai điểm AB là UAB có hiệu điện thế U bằng 12V. Và câu A, tính điện trở tương đương của đồng mạch và cường độ dòng điện qua đồng mạch. Câu B, tính hiệu điện thế giữa hai đầu R2 và công suất điện tiêu thụ trên R2. Và câu C, nếu ta mắc thêm một điện trở R3 song song với R2 như hình 2, tính R3 để công suất của dòng điện qua R1 lúc này bằng tổng công suất của dòng điện qua R2 và R3. Thì bài này gồm có hai sơ đồ. Thì sơ đồ hình 1 thì áp dụng cho câu A và câu B. Và hai câu này em đọc đề và em thấy cũng không có gì khó khăn lắm. Thì bài này chỉ có khó ở câu C, thì thầy gợi ý nhanh cái bài này. Ở câu A, tính R tương đương áp dụng công thức điện trở tương đương của đầu mạch nối tiếp. Tính cường độ dòng điện của đầu mạch, em dùng bình luận ôm. IAB bằng UAB chia RAB. Tính hiệu điện thế của hai đầu R2, em áp dụng bình luận ôm cho điện trở R2, U2 bằng Y nhân R2. Và em tính được P2. Ở câu C thì ta lưu ý cái điều kiện ta cho thêm P1 bằng tổng P2 và P3. Và em đã biết thầy cô đã cho phép em sử dụng cái tính chất này. Nếu công suất tiêu thụ đồng mạch là P, công suất của mỗi điện trở trong đồng mạch là P1, P2, v.v. thì P mạch sẽ bằng tổng P1, P2, P3. Áp dụng vào trong bài này. PAB bằng P1 cộng P2 cộng P3. Và các em thay cái P1 bằng P2 cộng P3
thì ta ra được PAB bằng 2 lần P1. Người ta viết lại. Mà PAB thì bằng UAB nhân cho Y. P1 là công suất của R1, mà R1 nằm ở mặt chính trong đoạn mặt bắc hỗn hợp này, thì ta thay với P1 bằng Y bình nhân cho R1. Em rút gọn thì ta tính được Y sẽ bằng U chia cho 2R1 bằng 1,5 A. Có Y, có UAB, em tính được RAB. Và muốn tìm R3 thì phải đi tìm R23. Và trong đoạn mặt này thì R1 nối tiếp với R23. Như vậy, dựa vào công thức mặt nối tiếp, em tính được R23. Và R23 là điện trở tương đương của R2 và R3 mắc song song. Như vậy dễ dàng em tính được R3 bằng 6 ohm. Thì vừa rồi thầy đã hệ thống hóa kiến thức của chương 1, một phần của chương 2 và hai bài tập áp dụng. Thì các em cố gắng luyện tập thêm các bài tập trong cái tài liệu ôn tập học kỳ 1 mà thầy cô đã phát, kể cả những câu học lý thuyết cũng như những bài tập. Thì những bài tập chủ yếu là các em vận dụng các công thức được lập ôn, công thức tính điện trở tương đương, tính hiệu điện thế, tính công suất, tính điện lượng, điện năng hoặc là tính nhiệt lượng ở trong đoạn mặt nối tiếp và song song. Và thầy hy vọng rằng nếu thật sự các em cố gắng luyện tập và học kỹ các câu hỏi trong cái đề cương, thì bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới các em sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Thầy chào các em.